Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin gửi tới mọi người sản phẩm, đó chính là bơm trợ lực lái của Isuzu D-Max 2009. Khi xe của anh em có hiện tượng nặng lái, bó lái hoặc khó lái, anh em hãy nghĩ đến đó là chính là vấn đề của trợ lực. Khi trợ lực bị kém, dơ, bẩn có vấn đề gì đó, nó sẽ dẫn đến những hiện tượng trên. Em xin mời mọi người sẽ cùng xem. Đây, từ bên trong. Đây, đây là bánh răng của bơm trợ lực. Đây là đường bơm dầu. Đây, và các ba chân bắt. Ba chân bắt vào máy. Đây là các ốc để khi để anh em đây là các ốc để bắt lối thân vào với nhau. Thế anh em có thể nhìn được sản phẩm chưa? Cảm ơn mọi người đã cùng xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.